Bình Ngọc Hà xin mến chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng Bình Ngọc Hà xem và trải nghiệm máy trộn bê tông tự hành. Đây là con máy trộn bê tông 9 bao xi tương đương với 1,5 khối bê tông. Và đầu lổ của nó là đầu lổ 34. Con máy này rất là khỏe. Nó phù hợp và thuận tiện cho những cái công trình có địa hình đồi núi, đường xá đi lại khó khăn. Con máy trộn bê tông tự hành tự cấp liệu này là của công ty Hồng Hà, công ty chuyên về máy xây dựng ở km 10 quốc lộ 21 thị xã Sơn Tây. Cộng cả cát đá nữa là nó tương đương với 1,5 khối bê tông. Và nó có con này nó có một cửa thôi, một cửa xả thôi.
Vừa rồi các bạn đã cùng Bình Ngọc Hà xem và trải nghiệm máy trộn bê tông tự hành của công ty Hồng Hà, chuyên về máy xây dựng ở km số 10, quốc lộ 21, thị xã Sơn Tây. Cảm ơn các bạn đã xem video và theo dõi kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.